hai con luôn. Con hả? Trời ơi. Ui. Ui. Ôi kìa kìa. Ôi ôi. Trời con. Trời ơi uổng ghê á. Con. Em đầu tiên nha anh em ơi. Đây. Hôm nay hai anh em mình đi chiến lâu lắm rồi, chắc là khoảng tháng mấy nên anh em mình chưa có đi săn, không có săn, bận công việc đủ thứ hết ha, công việc nhà đủ thứ hết, cho nên là không có đi săn được. Nay hôm hai anh em mình đi săn chút buổi sáng, sáng này lạnh quá. Hôm nay mình đi dẫn cái cây là cây T2, bộ dây 12 19 100 190, dây pha con 0.45 nha, anh mình bắn dưới B7. Cái tự động chống chim ai vậy? Rồi, giờ thì tiếp tục let's go nha anh em. Thở sang Bình Dương. Tứ số rồi rồi. Tứ số rồi. Ấy con nữa. Em thứ hai nha anh em, ra giữa đường mà đứng. Ra giữa đường đứng. Tứ số. Rồi, tiếp tục let's go. Cũng hai cây nó không chạy luôn. Con này nó bị sượt đầu rồi. Không, ngay cái cây nó đậu luôn không chạy luôn. Được. Bắn ngay cái cây. Con này chắc anh nghi là anh bắn sượt đầu rồi. Con thấy không? Bắn sượt cái đầu này thấy không? Đầu là thấy. Nè, sượt đầu này ngay đây nè. Sượt cái mỏ. Đó. Thế nó lao xuống rồi. Không phải là giảm. Tớ cái này tớ. Cũng đèn. Ừ. Không, con anh thấy con bay chạy dưới nữa kìa. Ngay cái cây cao su á. Ờ. Về quá, sáng sớm anh em làm được con sóc rồi anh em ơi. Quá đã. Rồi tiếp tục mình xuống đây tìm hơn con dưới đây nữa nha. Vô cái túi bảy gan, bắn sau đầy cái túi đó về nè. Là đuối luôn á. Chưa. Nấp đầu nấp thì cũng chết. Nấp ở đâu? Nấp ở đâu cũng tiêu. Trời. Hey. Cái đầu chạy chạy đường trời. Ngay cái đầu ơi. Ủa hết phản thì đi đâu khỏi. Ê, bỏ nó còn cắn nữa. Chạy đâu mà cái nhìn thấy hết hồn. Rồi tiếp tục lấy gôi nè.
mày mẹ. Úi con gói lên. Ôi anh nó gãy cánh lên đây, nó gãy cánh. Nó đang đi bộ. Nó đang đi bộ. Thấy 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 thấy. Đây thì nó trống mà. Ở đây. Nó, em bắn vô cho nó viên nữa cho nó chết luôn đi. Để anh đuổi ra. Để anh đuổi ra cho em á. Đó 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 đó. Cho nó viên cho nó hết chạy. Gãy cánh nữa, gãy hai cánh nữa. Nãy mới có một cánh, giờ hai cánh luôn. Ôi trời ơi, em đổ tay. Hả mày. Nửa tháng trời giờ mới bắn được con chim. Nửa tháng trời nha anh em. Nửa tháng trời mới hạ được con chim. Rồi, tiếp tục let's go. Mấy cái giỏ. Nhìn cái giỏ. Ôi em ơi, toàn mới hạ em sắc cái gì nè. Ủa, ủa, anh em xem. Anh em xem toàn mới hạ con sắc nữa nè. Trời ơi, con cái gì mà con. Bụi tao bá luôn con nha. Đi, đi đây cái này không ta. Ờ, đi đây. Trời ơi, quá anh em ơi. Nó chạy quá, chạy mình đâu có bật cái cam được anh em. Trật bật kịp bật đâu bật. Nó chạy gặp mình nó chạy đùng 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 cái viết sẽ được. Quá thôi. Em thứ hai chạy cái được hả? Cái luôn hả? Cái nó đang ở trong ổ hả? Không, con này nó con lớn. Dưới xẹp hết rồi. Phê rồi. Rồi tiếp tục let's go nha. Phê đó là mất. Đây nè, nghe bụi chuối nha Tổng ơi. Đây nè, bụi chuối, đây nè. Em qua đó đi, cái chỗ hồi nãy mới qua đó. Ừ, anh vẫn thấy nó đây à. Nhưng mà không được cái này em không thấy đâu. Để anh bắn á, anh bắn có thấy được. Ờ, để anh. Không, nó nhảy bụi chuối chứ không nhảy đất đâu. Bắn nó nhảy bụi chuối à, đây rồi. Để anh hạ luôn nha. Chưa. Ừ, rồi em đứng đó đi, nè. Hạ luôn đi. Chết, ngạt. Ôi, nó chạy quay lại. Nó chạy quay lại nữa. Bắn, anh bắn. Không, nó đây. Ừ, em chạy lên đi. Mày hả? Rồi, xong rồi. Cho nó phát nữa, cho bà luôn. Chết rồi. Là cái mặt nè. Mặt ghê cái. Cái gì vậy? Hả? Ủa, cái gì kỳ vậy? Con này là anh giết không có được. Hả đi, tụi anh bắn cái gì mà nó không chết. Đứng ngay chặng 3 chặng 4. Đi qua ra ngoài đây, em đi ra ngoài đường nè, ngoài đây nè. Ra ngoài đây thấy rồi, tao đi đây nè, ra đây nè. Không. Chạy gì nữa con này. Kìa, nhìn nó. Trời ơi. Ê không phải. Qua bên kia bên em kìa. Đó. Cái cây khô á. Kìa nó đưa cái đầu của cái cây khô kìa. Hả? Mẹ nó có đưa cái đầu ăn không hả? Cái gì vậy? Đó. Thấy chưa? Thấy mà bắn được. Đứt chừng phát nữa coi. Má nó tức gì à? Nó ăn bắn trúng nó đó. Mà nó không chết. Nhà mày. Nhà mày chạy. Giờ này thì xong rồi. Ừ. Ừ. Cái gì đây? Chạy đi. Cái con này thiệt. Con này bắn nó. Trời ơi. Mà cái con này khổ thiệt chứ.
con này bắn vất vả ghê á. Có tiền đó, mình bắn anh em, mình bắn hạ con sóc thiệt là cực vất vả luôn anh em. Nè từ từ để anh đuổi lên nè nè, bắn lên đấy nè, nóng cái lên cái gì đâu. Ai trời ơi anh em, mà sao nó chạy ui chết luôn á. Ui trời ơi, bắn nó từ lưu tùm lum hết rồi, nó không chịu chết. Trầu quá, con này sốc kinh thiệt chứ. Ôi, ok bắt được rồi, bắt được rồi mọi người. Trời ơi, trời ơi, anh em hỏi à, kiến nó cắn chân trái nó bị rớt, nó bật ngửa nó chết. Bắn được mà chết được. Thiệt à, thiệt tình này chứ. Rồi let's go. Từ nãy giờ mày đi, từ nãy giờ mày đứng chờ tao đúng không? Mày tao biết không lỡ. Đó rồi, phải đưa em đi chứ được. Đang ít buồn quá, nhưng mà nhiều rồi. Nhiều rồi. Cù này mình bắn 3 viên nó mới trúng anh em ơi. Không. Bắn gì chua. Ôi ôi ôi. Không giống hồi xưa. Bây giờ nó làm ba. Ăn nó mềm mà nó ngon. Bây giờ nó làm thứ gì nó cũng ảo ảo không. Chứ không làm gì được ngon là như hồi xưa mình nè. Ăn rồi tí chạy hết mẹ luôn. Quá anh không có đói, tự nhiên hôm nay không có đói. Em ăn sợ thứ chạy thôi. Rồi tiếp tục let's go. Rớt cái đuôi. Rớt luôn. Bay ra tới bụi tre rồi. Bay ra tới bụi tre rồi. Omi toàn mới hạ con mà Omi nữa anh em. Làm sao rồi lần rồi rồi chúng ta làm sao lụm con vậy đâu. Một viên nha anh em, một viên nha anh em. Chạy đi đâu, chạy đi đâu không biết. Còn chạy được đấy, còn ngoan dưới đây bay, dưới đây. Hai viên bay đâu, anh em mở lên tới 2 nha anh em. Toàn thì cái kia kiểm soát trên kia rồi, mình thì mình đi lối này xuống, mình thấy anh chạy từ kia bụi tre nhà kia chạy đến đây, mình lùa ra tới đây mình hạ nó nha anh em. Về quá anh em ơi, con mình à. Rồi toàn đâu rồi, về quá bắn trúng đó không, viên đầu tiên mà nó còn chạy được, dứt viên thứ hai
khỏi chạy. Quá phê. Giờ thì cũng trưa quá rồi, mình bắn xong con này mình cũng đi về, bắn đủ clip cho anh em xem thôi, chứ giờ về nhà bắn rồi không ai làm, con mình làm mệt lắm anh em ơi, đuối lắm. Rồi bây giờ mình về tới nhà rồi mình sẽ quay cái thành quả hôm nay cho anh em xem nha. Rồi giờ thì về thôi, let's go. Em coi nè, mình hạ con này toàn vô quốc con nữa nè, cái gì được. Ôi, lứa nè, lứa nhỏ, nhỏ hơn cái đó. Cái này nhỏ hơn con đó. Đúng không? Ủa, ghê thiệt chứ. Ôi giời, ai nói là, ai nói là hứng đâu. Ủa, trời. Ủa, nói chứ anh ra một rồi, rồi xong rồi, xong rồi rồi. À, chạy lúc không dưới, chạy lúc không dưới, anh ra bọc đầu ra tức mình luôn, rồi rút dưới chứ kìa mà chết. Thử xuống mình. Vô gấp rồi ở cây đàm, đàm đó hả? Dứt đầu vô cái giò. À, quá tuyệt vời. Lưỡi đóng thêm viên vô cái đầu. Hai con luôn em ơi, sướng quá. Ôi giời nè. Bị gan mà. Mời lắm. Vòng về được rồi. Rồi anh em mình về thôi. Thôi anh em bây giờ mình về tới nhà. Dạ. Bye ơi. Chào con. Mình quay cái thành quả cho anh em xem đây. Giỏi. Con như vậy sao nay gọi lắm á, có được rồi trên này chứ, này vậy chứ năm con sắp là 2 ký mấy rồi. Ôi trời ơi, đây nha anh em, quay cái thành quả cho anh em xem là ngày hôm nay hai anh em mình đi dạo. Nói chung là hôm nay cũng không có dự định là bắn sóc, mà tại vô ý này đi bắn chim mà trời nắng quá, chim nó không ra, không ra cái hôm nay mà mình bừng bút sóc luôn. Uh-huh. Hai con sống luôn. Đây anh em. Và anh em thấy này, một đống luôn nè ha. Đó. 5 sóc. 1 2 3 4 5 sóc. 1 2 3 3. Nè. 3 4 5 2 3. 2 4 6 con nha anh em hả? Công công cho ba đi, ba ba ra quay cái. Rồi. Đây video là tới đây là kết thúc rồi. Anh em mà thấy hay thì cho mình xin một cái like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có động lực làm tiếp các video khác cho anh em xem nha. Rồi chào anh em.